Các bài đọc lời Chúa ngày thứ tư sau Chúa Nhật thứ hai mùa chay. Bài đọc 1. Trích sách tiên tri Jeremiah. Jeremiah chương 18. Thiên hạ nói rằng, các ngươi hãy đến và chúng ta tìm cách chống lại Jeremiah. Vì tư tế không thiếu lề luật, người khôn ngoan không thiếu lời chỉ bảo, tiên tri không thiếu lời giảng dạy. Hãy đến, chúng ta hãy dùng lời nói mà tố cáo nó, và đừng để ý đến các lời nó dạy. Lạy Chúa, xin lưu tâm đến con, và nghe tiếng quân thù của con. Làm lành mà phải gặp dữ sao, vì họ đào lỗ chôn con. Xin Chúa hãy nhớ lại con đã đứng trước nhan Thánh Chúa, để biện hộ cho họ. Chúa đã nguôi giận họ. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca Thánh Vịnh 30. Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lưỡng từ bi của Chúa. Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lưỡng từ bi của Chúa. Chúa dẫn con xa lưới giò chúng ngầm trương ra để hại con. Vì Ngài là chỗ con nương náu, con phó thác tâm hồn trong tay Chúa. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa trung thành, xin cứu chữa con. Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lưỡng từ bi của Chúa. Con đã nghe thấy lũ đông bàn tan, nỗi sợ sệt gieo nặng khắp đôi nơi. Cùng một lúc chúng tụ họp phản đối con, chúng đã âm mưu sát hại mạng con. Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lưỡng từ bi của Chúa. Phần con, lạy Chúa, con tin cậy ở Ngài, con kêu lên Ngài là Thiên Chúa của con. Vận mạng con ở trong tay Ngài, xin cứu gỡ con khỏi tay quân thù và những người bách hại. Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lưỡng từ bi của Chúa. Chúc tụng Chúa, Đức Giêsu Kitô, Vua vinh hiển muôn đời. Chúc tụng Chúa, Đức Giêsu Kitô, Vua vinh hiển muôn đời. Chúa phán, vậy từ đấy các ngươi hãy thật lòng quay về với ta, vì ta nhân hậu và từ bi. Chúc tụng Chúa, Đức Giêsu Kitô, Vua vinh hiển muôn đời. Phúc âm tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Matthew chương 20. Khi ấy Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, đem riêng 12 môn đệ đi theo. Dọc đường người nói với họ: "Này, chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho người, sẽ nộp người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo người lên thập giá. Nhưng đến ngày thứ ba, người sẽ sống lại." Bấy giờ bà mẹ các con ông Zebede cùng với hai con đến gặp người. Bà sắp mình xuống lạy người, và có ý xin người điều chi đó. Người hỏi bà muốn gì, bà ta thưa lại: "Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong nước Ngài." Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?" Họ nói với người: "Thưa được." Người bảo họ: "Vậy các ngươi sẽ uống chén của ta,
Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thì không thuộc quyền ta ban. Nhưng cha ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được. Nghe vậy, 10 người kia tỏ ra bất bình với hai anh em. Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ, và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con ai muốn làm lớn thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.